Nay á, là mình được có anh Trang ở đây nè, cái nhà mà Vũ tới quay nho thần gỗ. Hôm nay anh tới nhà Vũ ha, anh đem một mớ nho thần gỗ đen trái tới ăn. Rồi có anh Long nữa, rủ anh tới đây thử đi dụ anh mua thêm cây cho vô. Bữa anh trồng mấy cây mà nó chết là về dụ anh lại. Còn cây này là cây Scarlet của Vũ nè, hai cây ha. Thì cái nho này á, ở Việt Nam á, nó kêu cái nho này á, là không biết là có đúng hay không, chính xác hay không, nhưng mà Việt Nam nó kêu nho này á, là nho kim cương. Cái Cương tên nó là nho kim cương. à, Nó nói là vì cái cái lúc mà hộp cái trái nó mọc còn sống á, cái trái nó còn sống mà xanh á, thì nó có cái khía khía khía, cho ok nên nó nhìn giống như cái viên đẹp kim cương vậy đó. Rồi khi mà nó chín á, thì nó đỏ, hơi đỏ với lại đỏ đậm giống vậy. Còn tiếng Anh á, thì người ta kêu đúng hơn, tiếng Anh người ta kêu là scarlet, tức nghĩa là scarlet là cái gì đó mà đỏ đó, màu đỏ, thì người ta kêu là đúng hơn cái Việt Nam. Thì hôm nay thì cái cây này á, thì bữa nó chín nè, trái này chín được. Nó bắt đầu chuyển qua màu đỏ được một tầng rồi, rồi xong rồi bắt đầu tới trái đó, rồi bắt đầu tới trái kia. Thì bây giờ có ba trái đó, thì giờ đứa ăn trái ăn thử coi nó khác cái nho đen của ảnh nó như thế nào. Còn cái anh hôm bữa cái của anh là hybrid của anh, là hôm bữa là chưa phải không, chưa có ra, chưa đậu trái đâu phải không, chưa mới 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 ra mới bắt bông đầu đậu nhiều. trái rồi. À Quá chân luôn rồi hồi nãy em nói với hai anh là cái cây bên kia mà trồng xuống dưới đất á, á. nó một thời với cây này nè lúc. Còn cây này là quan trọng, này này coi là thấy khủng khiếp không, sự khác biệt khủng khiếp không. Cái cây bên kia Vũ trồng nó dưới đất á, mà nó trồng chung một. Rồi giờ mình hãy thử đi, kệ đi, có ba trái thì còn hai trái nè để dưới này. Nhưng mà cái thôi nó bà xã nói không có thích ăn cái trái này. À, không thích ăn cái trái này, thằng nhóc rồi chắc nó cũng không thích. Cho bà ăn trái đen. Vì về Việt Nam hôm bữa có ăn rồi anh không có thích. Thích hả? Dạ. Tự nó có Tại vì nó nói cái hộp nó bựa, hộp hộp nho hộp nó hybrid đó, bự. hộp hybrid hộp bự luôn. Cái trái này nó lựa chọn nó mọc như nó dính cứng ngắc trong đây. Nghe nói cái cuống đó mà nó màu xanh đó là nó còn chưa hả? bự á. Là nó chưa, chắc phải để theo dõi chứ không Bây giờ mình ăn mới biết chứ mình không ăn đâu biết. Cứ thấy nó đen đen là hái thôi chứ không, chắc phải theo dõi coi Em thử thấy lúc nào mà tại nó vì không chín biết sao, cái tại vì em thấy cuốn. trên mạng á, tụi nó hái cái trái này lúc mà nó còn ít, nó còn xanh xanh nữa kìa. Cho nên thử cái này thử, em thấy cái này là chín hút rồi đó, nhưng mà em đây cái này là nho nho đen Sparrow phải không? Sparrow không biết nó nói nho đen mà chứ. Của anh Trang anh đem tới, trái này bự nha, có con trái to dễ sợ luôn á. Chứ thường thường là cái trái này thì Vũ thấy trên mạng là khoảng chừng cỡ cái cái size cỡ bề đó. lớn này ha, còn cái trái này thấy không, bự hơn 25% á. Còn cái thằng Scarlet là cái thằng này nhỏ hơn nhiều ha, so sánh. Nhưng mà cái thằng Scarlet đó đáng lẽ đúng cây của người ta đó là phải bự hơn trái này, nhưng mà tại cái cây này chắc còn nhỏ đó, với lại chắc mùa đầu mùa đầu, cho nên để coi vài bữa coi có bự hơn không. Nhưng mà hôm bữa lúc mà nó chín á, nó còn nhỏ hơn vậy nữa, nó đã chín rồi. Mấy hôm nay là nó bự lên, giống như anh nói nó bự lên được thêm chút xíu sau khi nó chín á, cho nên thử đi. Giờ mình thử cắt ra thử mình coi cái ruột hai trái nó khác nhau cỡ nào. Anh Long là anh chưa ăn cái này phải không? Nho thân gỗ thì Vũ về Việt Nam Vũ ăn được một lần, lúc mà cái trái về Việt Nam em ăn á là cái cây ổng à, cắt vô cái nước vô liền à. Xây lại À đó hai hộp nữa. Có nhiều người người ưa bị lầm á, là cái nho mà muscadine á, là nho rừng á, thì cứ tưởng là nho thân gỗ, nhưng mà nhận diện của cái trái nho đó đó với cái trái nho này khá khác biệt á, là cái trái nho thường có cái cuống đúng không, này có cái cuống này ha, còn có cái rúng nữa nè, ở cái này mới cái cuống nè, rồi nó có cái rúng ở dưới này. À, đúng rồi, là hai đầu. Chứ còn mà nho rừng á Bên này có cái là rúng bự rồi hả? đúng rồi, cái nho rừng á là nó chỉ có cái cuống thôi, nó không có cái rúng, cho nên đó là cái nhận diện. Cái thứ hai nữa là thấy cái nho này cái thịt nó đục hơn không, cái hôm bữa anh Long nhớ mình ăn nó trong suốt giống như cái nho thường nhiều hơn ha. Rồi cái này thằng đen đúng không, để qua một bên, bây giờ mình cắt thằng đỏ thằng Scarlet này thử coi xem. Scarlet này ở trong nghĩ chắc cũng không khác ở trong đâu, ở đâu em nghĩ chắc cũng giống giống vậy đó, chứ không có, thì thằng này vỏ cũng mỏng chứ không có dày. À thằng này thì chắc có thể là đỏ hơn. Ruột nó Ô. hồng, ruột Rồi cái hộp cũng bự nha, thằng này hộp cũng bự nha, không có vậy chắc này. cũng loại Ừ. bự, chắc cũng cỡ thằng hybrid. Nhưng mà nghe nói là ngọt á.
nghe nói thằng này ngọt nhất á, nhưng mà để coi coi cái cây, với lại cái cây mình còn nhỏ mình cũng không biết được. Hột quay không biết luôn. Rồi thôi bây giờ mình đó, giờ em quay nè anh Long ăn thử đi. Anh Long chưa ăn cái nho đen à, ăn thử coi coi nói cảm giác coi là như thế nào. Ảnh mắc cỡ không muốn lên video, mọi người thông cảm. Giống nhỏ. Giống nhỏ. Mà không có cái gì hết này, không có. Chua trước nó cũng ngọt. Chua nó chua còn ngọt, nó có cái cà hậu phải không? Rồi bây giờ tới Huyền Vũ thử nha. Thử. Cái hột bự ở chà bá rồi. Cái da nó anh hát. Ăn cái da luôn. Này, này coi là có không để hột coi là đây. Cái da nó không đặc, nó chua. Chua. Không, em thấy cái thịt của nó khác với nho thường chứ. Cái thịt của nó giống như nó creamy hơn, nó hơi giống như sữa sữa hơn là nho thường. Tại nho thường mình ăn nó sực sực, nó không có sữa, giống như là nó không có mềm giống như là cái loại này. Thử cái da coi làm sao, cái vỏ. Nó chua hơn phải không? Chua. Nó không có đắng, chua. Hơi chát chát. Hơi chát chát. Cứ mà nhưng mà chắc không nên ăn vỏ. Nhưng mà ta nghe nó nói ăn cái vỏ thì chống lão quá vậy. Có nhiều chất. Nè anh Trang, tản đi. Thử. Coi lên. Anh ăn cái đỏ cái đen rồi hết rồi, giờ anh ăn thử lông. Thử khúc nữa đi. Thử khúc bên này luôn đi, thử qua trái đen. Nó cũng hột bự. Thả cái hột cho em nè, thả cái hột đây cho này, em. Cái này nó cũng hơi giống trái hạt đỏ đấy. Đúng rồi. Tại vì nghe nói là cái thằng Scarlet này là lai từ á. Cái gì cái thằng đỏ gì em cũng không biết nữa, nó nói lai từ cái thằng đỏ của cái gì với lại cái thằng gì nữa đó ra thành cái thằng này. Cho nên nó cũng giống vị cũng giống hơi có hơi chua chua nó. Giờ để Vũ ăn thử cái chảy đen coi. Chảy đen thử coi như thế nào ha, như này chảy đen. Nó không có vị nhưng mà nó ngọt không? Ngọt nhiều hơn nhưng mà nó không có vị chua chua hơi chua chua như cái thằng hybrid. Thì cái trái đen này thì đúng là nó ngọt hơn. Với lại cái hột này thì như nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn. Không nhưng mà cũng chưa có thể phán xét được. Tại vì trên mạng người ta nói cái thằng Scarlet này đáng lẽ phải bự hơn đen. Nhưng mà cái cây của Vũ thì mình không có thể nào mà so sánh được. Tại vì mình chưa biết chắc chắn là mình hái vậy nó có đúng lúc hay là chờ, giống như anh nói là phải chờ thêm tầng nữa hay là sau đó thì có thể là nó sẽ ngọt hơn hay là sao, thì để lần sau đây mới quyết định được ha. Tự vì lúc mà đang hái á là có trái thì cũng ngọt. Nó không cũng ngọt nhưng mà không được ngọt đậm đà. Không. Nên mình nghĩ là không biết, tự cứ thấy nó đen giống nhau. Cái sự khác biệt thứ hai nữa là như là cái vỏ của thằng đen này thì nó dày hơn, nó cứng khó ăn hơn cái thằng kia. Cái thằng đỏ thì ăn cái vỏ được nhưng cái thằng đen mà ngay cái vỏ thì nhiều bộ không được nè, nó dài. Không phải nó dày mà nó dai. Nó không chua. Đen. Thử hột đen thì để đây. Hột nhỏ hơn phải không? Không có. Hột nhỏ hơn. Nó mà bàn mà cái trái gì nó nhỏ, nó giống. Bữa ăn có lúc kia ăn con trái không có hột. Anh Trang nó bữa anh ăn cái nhỏ đen ảnh lúc kia không có một trái không có hột luôn à. Rồi sáng hôm nay là có anh Long anh đem tới Pakistan thì quay của anh hai dâu tàu mang Pakistan mà loại trắng. Năm nay là biến tưới nước nè cho nên trái nó bị nhỏ nè, chứ không là nó bự giống như trái này, còn bự hơn trái này nữa. Còn này là Pakistan Black của Vũ ha. Này là Thai Dwarf. Thai Dwarf. Còn này là Black Dwarf là nhỏ đen. Anh Trang là anh chưa ăn cái nào hết. Hôm nay tới là cho anh ăn thử luôn. Đó giờ anh ăn thử trái này coi, nãy anh ăn trái trắng ha. Cái này ngọt, thanh, có cái đường nhưng mà nó có cái gì cái gì kẹo ha, ngầu kẹo giống như ăn kẹo phải không? Đó giờ anh ăn thử trái đen này coi. Đen là chín này, chín là cái. Cái này thì chín, hai cái này chín nè, hai cái này thì hơi chín. Cái này cũng ngọt nhưng mà có hơi bị chua. Tại vì cái trái đó còn phần nửa còn chưa chín kìa đó. Nhưng mà cái này cái bộ mấy người phụ nữ thích ăn chua. Còn
Còn hôm qua đó là em hái được cái trái gì mà năm ngoái anh xin cái nhánh gì của ai anh cho, cũng bắt đầu cái tên cũng là chữ S nhưng mà không phải là Sangula. Cái gì soybean hay là cái gì kỳ trước năm ngoái anh cho em á, là cái đó đó. Cái trái nó cũng giống giống như là cái trái này nè. Mà ăn cũng được, ăn cũng ngon lắm. Đó, giờ anh thử đây, thằng này thái đùa mà anh thử cái trái, thằng này là phải ăn cái trái đen nhất. Này cái này nè, chứ cái trái còn đỏ đỏ còn chua lắm. Này là thằng thái. Nó nhạt hơn. Nhạt hơn. À, thằng này ăn chắc ăn đỡ bị tiểu đường à. Đỡ bị đường nè, bị tiểu đường nè. Hôm nay hơi hơi. Cái này trồng cái này là người nào bị tiểu tùy theo nhưng mà thời kỳ 1, thời kỳ 2 là bị tru. Nhưng mà em nghĩ chắc trái cây chắc nó không tới nổi cái đường này nó ngọt nhưng mà chắc nó này là Black Dwarf đó. Black Dwarf trái nhỏ xíu. Này cũng chua à. Này bắt đầu từ đây nè, này cứ theo thứ tự đúng à. Rồi sách theo thứ tự đúng rồi. Chua hơi chua. Này anh Long ăn thử cái này, anh Long ăn thử cái thái anh ăn rồi nhưng mà đâu ăn cái trái đen á, đừng ăn cái trái đó à. Thì cái thằng này được cái lợi á là ăn này trái nhiều bây giờ ra phần năm không, cái nó cái nào ra phần năm không, nó không có cái nào. Hai lần à? hai lần mà cái nó là nó nhạt hơn nó và cái nhưng mà cái trái này phải ăn đen thiệt đen chứ còn mà đỏ đỏ là chua trong tất cả mọi thứ nữa. Thì này ngọt nhất nè, thằng này ngọt nhất mà cái cây của anh Long cũng rất là nhiều trái cho nên trong tất cả các đáng trồng chắc chỉ cho thằng này thôi, tại vì thằng này không có bị chim phá nữa nè, còn mấy thằng này là rụng rồi ra màu rồi dính tùm lum hết, không bị chim phá nữa. Nó thật ra là chỉ nên trồng một loại này thôi, đó là chỉ suy nghĩ của Vũ. Ngọt nhưng mà nó có cái mùi thơm của nó, thơm gì á, mà không biết cái mùi gì đâu. Mùi giống mùi caramel không? Dạ, dạ, hơi dạ, giống. Có nhiều người nói giống rồi. Mùi caramel ha. Caramel giống đúng rồi, có mùi ấy. Còn đúng là này ngọt. Ngọt luôn á, cái này cũng không được. Cái này cũng được. Mà mai có nhiều trái ngọt, trái dính nào? Không. Cái này người nào thích ăn ngọt á? Là ăn cái này. Còn muốn ăn hơi chua chua nữa là ăn cái này. À, bà xã em thì ăn cái trái này không à? Trái này không chịu ăn. Mấy hôm qua em ăn trái này muốn chết luôn. Ăn mà kiểu mà ăn là trừ cơm á. Đây còn chưa chín nè. Chua.